Sáng 22 tháng 3 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Park No Tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Đại sứ Park No đã luôn quan tâm, ủng hộ phát triển hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đồng thời khẳng định quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, năm 2022, Việt Nam và Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước mong muốn bộ quốc phòng hai nước sẽ có nhiều hoạt động giao lưu hợp tác để chào đón sự kiện này thượng tướng hoàng xuân chiến cũng khẳng định hợp tác quốc phòng song phương việt nam hàn quốc được lãnh đạo hai bên coi trọng và đang chứng kiến những bước phát triển mới trong đó có các lĩnh vực hợp tác được mở rộng và triển khai hiệu quả như cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng thường niên hợp tác giữa các quân binh chủng đào tạo cán bộ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn Đại sứ Park Noan trên cương vị công tác của mình tiếp tục ủng hộ và quan tâm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước và ủng hộ việc triển khai dự án Việt Nam Hàn Quốc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Đại sứ Park Noan cảm ơn Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã dành thời gian tiếp và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như giữa hai bộ quốc phòng, đồng thời cho rằng hai bên cần tăng cường tiếp xúc, trao đổi để phát triển hợp tác quốc phòng tương xứng với quan hệ giữa hai nước. Bên cạnh đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đại sứ Park Noan bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, trong đó tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, đào tạo, hải quân, gìn giữ hòa bình liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, tham vấn, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương.